I love you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, mình chính thức là được nghỉ đến hết tuần sau luôn để ôn thi mọi người ạ. Cho nên là mà nói cái chữ nghỉ nghe nó thoải mái, nó relax, nó kiểu nó đã, nhưng mà giống như là có tiếng mà không có miếng vậy đó, không hề luôn. Ngày hôm nay mình sẽ chơi lại chị bán đồ chơi. Hôm nọ mình mở được cái emote, trời ơi, mở cái nhạc sập sình, dùng emote sập sình nghe đã kinh khủng luôn á. Một cái emote mà mình cảm giác nó vui, vui cực kỳ. Nhất là các bạn có thể là đi vừa khiêu gợi hunter vừa gai đúng không? Nhưng mà cái emote này thì không thể nào mà vừa di chuyển vừa dùng được, phải đứng im ấy. Trời ơi, chưa gì để tôi ngay cái chỗ này là thấy nguy hiểm, để đặt cái đòn bẩy ở đây. Hôm nay gặp anh quả. Ô, mình đứng ở một cái vị trí như thế này mà quả nó vẫn dính chúng mình luôn. Ngộ ha. Wow. Trời ơi, bắt tôi cai quả đầu game. Ủa, có ai đi đường đó đâu mà thanh niên này có vẻ giống như bị lác ấy. Không ai đi đường đó thì phải cửa sổ. Thật là lực cười quá đi. Ủa sao vậy? Hôm qua mình về thì hai cái bà, ông bà gần nhà bảo ê, ông cô chú có mấy con mèo con xinh lắm, mình có nuôi không? Bảo dạ có. Trời ơi, cho hai con mèo đúng xịn luôn mọi người. Nói chung là mình thích nuôi mèo cực kỳ luôn. Trời ơi, từ từ anh ơi. Trời ơi, bớt kiểm lại. Cái nhạc vui nhỉ. Em ốt nhìn lạ kinh khủng ấy. Trời ơi, thấy mình không vậy? Có. Linh không? Ở đầu game thì ác mộng điểm ấn khá là lâu, cho nên là mọi người cứ tự tin mà đi thôi, và nhanh chóng mà chuyển sang những cái khu cai. Nó chỉ đâm theo đường thẳng thôi. Úi giời ơi. Cười mệt luôn á. Em ốt vui quá à. Tí nữa không? Mà thanh niên này dùng cái gì ta? Nãy giờ không thấy dùng gì hết. Đây, bay tiếp. Trời ơi, nó yểm ấn như tôi, giống như là nó yểm bùa yêu vậy đó. Quá gớm. Mà trận này mình lên nhánh 6 để đi cứu người chứ. Xong rồi mình còn dùng đồ để support cho những cái team, những bạn giống như là tiền đạo hoặc là cô trung học. Wow, nó đấm nó đi đuổi côn trùng hay sao? Hai con mèo này lông nó cũng màu cam với màu trắng mọi người. Mình mang về để làm bạn với con mèo cái nhà mình. Nhưng mà có vẻ như là mới lần đầu gặp nhau tụi nó vẫn chưa quen ấy, khiếp khủng. Gặp gì mà xẻ lông xẻ vuốt, đuôi dựng đứng lên, xong rồi mấy cái lông nó bình thường nó xẹp xẹp xuống nha. Nhưng mà tụi nó xẻ ra, nó xù ra, nhìn thấy cái dù vậy đó. Trời ơi, chắc là phải mất một khoảng thời gian rất là dài để chúng nó có thể là quen biết lại, quen biết lẫn nhau. Chứ bình thường nếu như mà chó nuôi 2-3 con thì rất là vui đúng không? Mình nghĩ là mèo cũng thế. Mèo nuôi 2 con thì nó cho nó vờn qua vờn lại cho nó cảm giác nó đỡ buồn. Chứ mình thấy con mèo nhà mình ở một mình nó làm sao ấy, nó cứ kiểu cô đơn, nó kiểu đi tới đi lui, xong rồi ăn thì ngủ, thấy chủ thì hứng lên thì lại cho sờ sờ nha. Má, ngày trước nó cắn tôi nữa cơ. Thì lúc đó là mới thuần ấy, nó bản năng của nó vẫn là cái con mèo hoang ấy. Mình cứ nghĩ đơn giản là chắc là nó cũng quen biết mình rồi, mình lấy cái mặt mình dụ cho cái bụng nó, ai ngờ nó cạp cho cái đuôi mắt của mình, bị sẹo cả tuần trời luôn. Trời đất ơi, gì mà dã man vậy không biết. Nhưng mà giờ thì nó quen rồi. Khiếp, ngày trước mà cái thùng mì tôm ấy, một tháng nó ăn hết cả nửa thùng.
kiểu chắc là nó đói hay gì mà khổ thật ấy. Mà cho nó ăn hết một gói thì mình không tức. Nó ăn có được có một xíu à, xong nó bỏ tha vô góc bếp góc đồ á. Trời ơi, tôi tức gần chết luôn đấy má. Ủa gớm vậy. Rồi xong luôn, bay luôn cái phần bài của tôi rồi. Giờ tôi phế rồi đó. Mà cái map này chơi người bán đồ chơi không có ngon, tại vì đơn giản là nó không có lầu để mình có thể là tung tăng khi không cần đòn bẩy. Ở đây thì mình phải sử dụng đòn bẩy mới bay được. Giờ nó phá hết cả hai rồi, mình cũng nên đi sửa máy mới luôn ha. Sửa máy thêm một máy không có thiệt hại gì cả. Nhiều khi nó cam máy này thì mình còn máy khác, chả sao. Mà công nhận cái bộ skin này nó thuộc về cái mùa đông nhìn đẹp ha. Màu trắng trắng, sáng sáng. Trời ơi. Cái lúc mọi người đập cầu á, mọi người để ý số đá tím nha. Nếu nó như mà nó nhảy lên á, là chắc chắn mọi người đã nhận được một cái gì đó bị trùng rồi. Nó sẽ ra cái số đá tím. Còn cái số đá tím, ví dụ như là đã các bạn đang sở hữu 1000 đá tím đi, mà các bạn đập cầu các bạn không thấy nó nhảy lên gì hết, chắc chắn là các bạn sẽ đang chuẩn bị được sở hữu một cái món gì đó các bạn chưa có. Có thể là nháy vàng, có thể cũng là một nháy xanh về một cái gì đó mình chưa có, chẳng hạn như là một bộ skin hoặc là một kiện gì đó, đúng không? Nói chung là bây giờ thì cảm giác nó rất là sướng rồi. Mở được cái emote này quá là vui. Ố, 4 người ở đây hết vậy? Hunter đi đâu rồi? AFK. Ồ, Hunter AFK rồi. Ố, nhạc hay quá à. Quá hay luôn. Ok, mọi người đừng chuyển kênh nha. Mình sẽ lại thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem. Yo. Wow, tôi siêu luận hay nhất. Rồi, mình đã quay trở lại với map sửa vũ khí đây. Lát nữa mình làm xong này là mình sẽ phải đi sửa cái bài văn. Hôm qua mình thức đến tận 2-3 giờ sáng, 2 rưỡi, cỡ đó, để sửa lại cái PowerPoint thuyết trình vào chiều ngày hôm qua với con bạn. Thiệt, bài nhóm 6 đứa nhưng mà có mình con nhỏ làm. Rất là bất công, thật sự rất là bất công luôn. Mà bây giờ có giao việc cho tụi nó thì tụi nó cũng không biết làm gì đâu mọi người. Làm tập nhóm mà tea time, làm tập nhóm mà lướt TikTok cười hố hố, trong khi mình thì cứ ngồi lướt trên mạng để tìm kiếm những cái thông tin cần thiết để mình có thể là mình làm ấy. Không, nhưng mà người ta mua trà sữa, người ta tea time với nhau, xong rồi lướt Facebook, xong đến giờ đã chơi, chạy đi chơi, cuối cùng vô lớp cũng vô, chả biết cái mẹ gì hết trơn. Vậy cho nên là thôi mình làm cho rồi, làm ơn làm phước. Chứ cảm giác nó cũng buồn chứ. Tại vì mình đang học một cái môn văn học nước ngoài, là phải phân tích theo kiểu giống như nghị luận văn học Việt Nam vậy đó. Cũng phải kiếm luận điểm, luận cứ, xong rồi cái gì á, nói chung là giống văn cấp 3 lắm. Nhưng mà nó giống như kiểu là bắt mình chưa mình chưa có nghĩ, không có ai giảng dạy gì về cái tác phẩm đó ấy, mà tự mình phải làm, phải nghĩ ra để mà làm và viết ấy. Còn bây giờ các bạn thấy cấp 3 thì được giáo viên người ta hướng dẫn đúng không? Người ta chỉ cho mình luận điểm, rồi người ta đưa ra những câu dẫn giải, diễn giải gì đó, rồi mình thấy mình dựa theo để mình viết theo văn của mình. Còn như mình đây là giáo viên ban phát xuống đó, còn lại là mọi việc mọi người tự lo, tự nghĩ, tự viết. Và giáo viên chỉ có việc là chấm điểm cái phần đó thôi. Rồi tôi khóc 97-99 ở dòng sông. Ê mọi người để ý khi mà Joseph nó chụp cái ảnh nha, để ý nha. Ngón tay lúc nào cũng phải sẵn sàng ở bên phía di chuyển nhé. Nháy cái đèn đỏ ra một cái là phải giật ra liền, không là bị ăn tẹt rô đấy. Quê lắm. Sao ạ? Ơ ok, thanh niên này lại kiếm cái bóng à? Đây.
khổ quá. Ôi chết rồi, nó chém mình ngay đây. Lúc mà Joseph nó chụp mấy ảnh của mình nổ máy, nó sẽ biết vị trí nổ máy của mình, nó tới nó xử đẹp mình luôn. Đây, để mình cứu tiền đạo. Yêu luôn, đỡ máu lẻ. Hai ông bà kia sửa máy gì mà lâu vậy ta, nãy giờ mình thấy lâu lắm rồi á, mà không nổ được một cái máy luôn. Hai ông bà đã chơi với nhau này, ông bà hương sư, ông bà tiên tri. Ê, tôi sắp gục rồi. Ê. Trời ơi, đi vô tình luôn. Lướt qua không một cái gì gọi là nhận thấy nhau luôn. Trời ơi, tôi đang hiểu, tôi đang gục nè. Tức á, đứng gần nhau gục mà đi bỏ đi vậy đó. Tức á. Cứu tôi. Ủa mà tính ra cái bộ skin của tiền đạo này cũng mình thấy cũng đẹp phết đấy chứ, chẳng qua mình không biết chơi. Nếu mình cái cầu Conan 1 thì mình thấy là Ran này rồi Hybara cũng ok phết, cũng đẹp phết chứ. Chẳng qua không dám đập bỏ tiền ra đập, bởi vì là xui xẻo ra tiền đạo không biết chơi, mình hay xui lắm. Trời ơi, nghĩ sao cầu COA bỏ nạp 400 ngàn vô mở ra tiền đạo má. Trời ơi, má mở cái cầu xong tiền đình luôn. Để mình đi cứu cho, tại vì đang có cái đòn bẩy bay cho nhanh. Chứ tiền đạo của đấy có phải một trễ mất. Có những 6 nhân quý gì. Ok. Rồi vô thấy dễ ảnh cai đi. Mấy thanh niên này cứ thích cai ở ngoài. Cái ở trong đấy là đập ván, đập đồ, gục ở trong thì có thể là ngồi được thêm một xíu thời gian nữa để cho đội sửa máy. Có lên đây không? Hình như không. Cái ở trong thấy gì ảnh sướng hơn chứ, không có ảnh hưởng gì ván ở bên ngoài. Thứ hai là mình có gục, mình ngồi lên ghế thì cũng chẳng sao cả. Lát mình ngồi thêm lần nữa là được ngồi 3 lần ý. Nhưng mà hạn chế là đừng có sửa những cái máy ở gần thế giới ảnh nha. Nó chui ra chui vô rất là bất ngờ. Đặc biệt là những cái giai đoạn mà máu giống như tụi mình đây này, rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như team không có ai trị thương thì mọi người nên là trị thương khoảng 99% thôi. Lát chụp máy ảnh thì các bạn trị thương thêm một lần nữa để cho cộng dồn nó thành 0.5. Là mình heal một lần nữa là xong. Heal tôi. Trời ơi. Ôi ơi, bất tỉnh luôn mấy má ơi. Trời ơi, nó tông một cái muốn xỉu ngang xỉu ngửa luôn. Trời hay thế. Đừng có phá đòn bẩy của tôi. Ok ạ. Yêu quá đi ạ. Heal tôi. Sắp đập cầu rồi nhờ, hết tuần sau. Sang tuần sau nữa là chúng ta sẽ được đập cầu. Wow, nhức nách quá quý vị. Cất cái này đi, sợ nó phá quá. Trời ơi, nó hốt xác tôi rồi. Ở đâu vậy? Trời ơi, ăn buffet hả? Sao chỗ này không còn ván ngay? Trời ơi, vô cái khu này không còn một cái ván nữa. Còn đúng cái này mà chơi cái gì? Đúng là ăn buffet mà. Rồi, núp. Này thì núp. Trời, tôi khổ quá đi. Trời ơi, vô khu ba tường không có một cái ván gì hết. Ra ăn buffet rồi. Ngày hôm qua mình có đi ăn Gugi, ăn thử cho biết thôi. Thì nếu như tính ra là mình nghĩ là mình nên ăn nhánh 6 luôn.
Mình nghĩ là mình nên ăn theo khẩu phần thì sẽ hay hơn là ăn buffet mọi người ạ. Thấy buffet nó cứ bị đắt đắt là kiểu gì ấy. Hai đứa mà ăn hết 800 mấy. Và thực sự ra khi mà mình ăn thì mình cũng không ăn quá nhiều thứ. Không ăn, thật sự là không ăn quá nhiều thứ ở trong buffet nhiều quá. Mình gọi có khoảng đâu là 5 đĩa. 5 đĩa bò mà tùy đĩa nha, không uống nước gì hết trơn á. Mà cũng hết gần đâu xương xương là 6-700 thôi chứ không đến nỗi là 800 mấy đâu. 800 mấy là tính cả tiền thuế tiền đồ nữa. Mà công nhận là cái thịt người ta ướp công nhận ngon thì mà có thịt thì ướp, có thịt thì không nha. Ồ, nó ngộ chỗ đó đó. Wow. Ủa, cái team này toàn nhánh 6 không á mọi người. 4 nhánh 6 luôn. Rồi qua đây, qua đây. Bay đi. Tiên tri bay nè. Piu. Nhìn mấy ông bà này mắc cười quá. Tới nè, để hưu cho Hương Sư. Mấy thanh niên này mỗi người lên ghế một lần nữa là coi như ải chỉa luôn rồi đó. Bye bye cuộc đời rồi đó. Ờ, được. Khổ cái, giờ tiền đạo đang máu lẻ, không có cứu được. Chán ghê. Chứ không là mình đi sửa máy sẽ ngon hơn tiền đạo rất là nhiều á. Gặp cái máy ảnh nữa chứ, lát cái máy nó tụt xuống cơ mà xỉu luôn. Ơi có trứng. Ơi đừng có ra. Sợ quá, sợ ma quá. Ơi đừng có sửa máy. Trời ơi. Khổ ông ghê. Ngục rồi còn đứng nó sửa máy nữa, trời ơi. Rồi bay rồi. Thử sao thắng ba. Núp đi. Để đập bán. Hơi cái máu đập bán hoài không bỏ. À, chết gì rồi em ơi. Dừa, dừa. Quá dừa luôn. Rồi, cai rũ nó ra khỏi cái chỗ này. Không muốn cam cái máy khỏi nồi sửa máy luôn. Sao à? Chơi nữa không à? Không đuổi nữa má. Mà cái trang phục này đẹp quá mọi người nhờ. Cái xẻ tà lộ ra cái phần đùi rất là trắng, rất là xịn sò luôn. Nhìn bé này xinh xỉu luôn, tạo hình bé này cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, my love. My lover. Thôi đi sửa máy khác nữa, nó cam máy đó rồi. Qua đây với tình đạo. Đó, giờ hai đứa sửa cái máy này là ngon. Nhưng mà mọi người để ý nha, máu lẻ là coi chừng ấy. Lâu lâu phải kiểm tra cái cam xem, check xem ở trong nó có ở gần không. Rồi ping cho đồng đội biết để họ trốn, chứ không là nguy hiểm lắm. Cho nên là những cái câu ping ở đây tuy là nó mặc định thôi, nhưng mà nó cũng là một cái gì đó nó rất là mang tính giao tiếp. Ví dụ thợ săn ở gần tớ là bỏ máy đi ngay vào luôn. Sao tôi sợ quá. Sợ quá, để đi kiểm tra. Không có. Kiểm tra chứ nguy hiểm lắm. Trời ơi, sợ ma quá. Ủa sao rồi? Gán lên. Nhanh lên. Á, nổ máy đi. Yeah. Trời ơi. Thôi xong bye tiền đạo nha. Khóc 7749 dòng sông. Mở cổng. Mở cửa. Mở cửa. Nhanh lên.
Yeah. Rồi vô xem tiền đạo mọi người ơi. Không biết có đai không? Cái hầm ở giữa map ấy. Ôi đây rồi, ra rồi nè. Trời ơi quá ngon luôn. Vậy mà thắng kìa. Yeah. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui nha. Nhớ ủng hộ channel của mình nha. Bye bye.